Thắng Hoàng chào các bác nhá. Đây loa đẹp như thế này hay như thế này các bác ạ. Nó còn chơi cái bài bom hàng của em nữa chứ. Được. Bom thì thôi. Làm ăn rồi các bác nhỉ. Kiểu gì thì cũng phải gặp những người trớ trêu như vậy chứ đúng không? Em sẽ livestream em xả cho tất cả anh em nhé. Hiện tại là em còn một cặp loa này nè, là khách hàng bom nè. Bát 30 đồng trục. RCF, BMF xịn sò con bò luôn này mọi người nè. Đây. Cái mẫu này á thì em có một cặp rời đây nè. Một cặp mà này thì nó bị, chắc là cái offer này nó bị đánh văng ra, nó rách thì nó thay offer vớ vẩn vào đây. Nó thay cái offer hơi khác kiểu. Đấy, hơi khác kiểu nha mọi người nha. Cái này nó không có độ thoáng. Cái này nó kẻ lưới nó thoáng hơn. Bóc cái woofer này lại làm lại thôi, không có vấn đề gì cả. Đánh văng cái woofer ra. Với có cái điểm nào gần nó bị, gần nó bị rách mất chút. Đây. Điểm này nó bị rách gần mất chút này. Đó, thì thùng vách thì em làm đẹp hết rồi, nó vẫn như cái mẫu này. Thùng vách nó vẫn như thế này. Em cũng sẽ làm một video em thanh lý luôn, em lên sóng em live stream em thanh lý luôn cho các bác nhé. Loa em bán hàng đẹp hàng chất mà bao hay cho các bác luôn đấy. Anh em đăng ký kênh để theo dõi nhé. Em bây giờ em tạm ngừng cái video một chút, em về em ăn cơm xong em đăng cái video này lên, lát em ra live stream xá hàng cho anh em nhé. Đón xem và theo dõi Thắng Hoàng nha các bác nha. Cảm ơn mọi người.